Hôm nay chúng ta bàn về các cái luận điệu đang chống phá lại cái phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ngày hôm nay. Ngày hôm qua tôi có xem được một clip của một người nước ngoài đang nói tiếng Việt, và người này được gọi là một cái thành phần mà trong thời gian qua chúng ta đã khẳng định được đây là một cái đối tượng đang chống phá lại các cái hoạt động trong cái phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Và do đó cho nên là cái nội dung mà tôi nghe được ngày hôm qua đó là một cái nội dung nó mang tính chất đó là tố cáo, đó là gọi là vạch mặt một số người tham gia vào các cái phong trào quần chúng tự phát, một cái phong trào quần chúng tích cực trong cái vấn đề đấu tranh chống cái luận điệu xuyên tạc, phản bác lại các cái luận điệu xuyên tạc. Thì qua cái thông tin của cái người nói tiếng Việt, người nước ngoài nói tiếng Việt đó, thì chúng tôi khẳng định một điều là tôi cảm ơn con người đó. Bởi vì nhờ anh ta mà chúng tôi ở đây, chúng tôi nhận diện được rất là nhiều thứ. Thứ nhất là chúng tôi nhận diện được các đối tác của mình ở trong nước là ai. Và chúng tôi nhìn nhận được cái thứ hai, đó là cái hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nó ở tầm mức nào. Và tôi nhận diện được đó là ai và cái cách mà nó đang thể hiện chống phá là nó ra sao, như thế nào đấy. Thứ nhất thì tôi nói về cái vấn đề mà các bạn mà có tên ở trong cái clip đó, tôi thật sự không xem clip đó. Tôi chỉ xem lướt qua, nhưng mà cứ coi một nói chừng được 30 giây cái tôi lại đứt tiếp xem, cho nên không có nghe hết được. Tuy nhiên thì nhiều bạn nói lại rằng là thông tin bên trên đó không chính xác. Nó chỉ có cái phần đúng và có cái phần là nghe ngóng, nghĩa là đây là một cái người chỉ là cập nhật thông tin do một người nào đó ở trong nước, ở trong các cái nhóm cờ đỏ tung tin ra. Và có một điều rất là hay, đó là các bạn tham gia vào các nhóm thì có sự dè chừng cụ thể, cho nên thường thường thông tin nó cũng ít chứ nó không nhiều, và gần như là có một số thông tin là không chính xác do chính cái chủ nhân của cái cá thể, mỗi cá thể tham gia đó, người ta cũng không có muốn người khác hiểu quá nhiều mình. Do vậy cho nên là cái anh người nước ngoài nói tiếng Việt, cái anh ấy đã cung cấp thông tin một phần nào đó cũng có cái phần đúng, và nhiều đó chính là cái phần không chính xác. Đấy, nhưng mà cái thái độ thể hiện thì nó lại là mang tính chất hơi là sắc sược, gọi là sắc sược. Tôi cho rằng anh ta đã nêu lên một vấn đề rất tốt, đó là anh ta nói được cái bản chất của một số người tham gia vào hoạt động gọi là các nhóm cờ đỏ. Và việc này chúng ta đã phân tích ngày hôm qua, đó là mỗi chúng ta, những người tham gia vào cái việc phản biện, phản bác lại các cái luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, trong đó có các thế lực cờ vàng và các thế lực thù địch khác, thì tất cả những bạn này chủ yếu là vì những cái bức xúc nhất thời, cảm giác cảm thấy được bức xúc nhất thời, và trong cái trình nhất định của mình người ta tham gia vào cái mạng xã hội để đấu tranh. Ở một lúc nào đó người ta chỉ là một con người bình thường, và vì vậy cho nên hỷ nộ ái ố tham sân si có đủ. Do đó cho nên là cái việc mà họ có sự sai lầm bên trong các cái hoạt động giao tiếp xã hội là cái việc rất bình thường. Mà vì vậy cho nên việc đánh giá họ, đánh giá bản chất của từng con người đúng và không sai, thậm chí nó là cái điều nó hiển nhiên. Bởi họ là những con người vô tư, có cuộc sống rất bình thường, là một công dân, một người dân bình thường. Chỉ khi thấy những cái hoạt động xuyên tạc chống phá đảng nhà nước thì người ta mới lên tiếng, người ta nói. Do đó cho nên là cái thông tin của anh bạn nói tiếng Việt này, tôi cho rằng là một con vẹt nói lại một số thông tin của những kẻ thù địch của những con người này nói lại. Và chúng tôi biết được người cung cấp thông tin cho anh này là ai, và dĩ nhiên người này nó có cái mối thù địch nhất định đối với những cái người ở trong những cái nhóm cờ đỏ hiện tại. Các bạn thấy được,
Thường thì bạn đá đứt ai ra khỏi hội nhóm nào đó thì sẽ quay ngược, người kẻ đó sẽ quay ngược lại cắn phá ngay. Giống như bạn thấy một nhân viên bị sa thải không bao giờ nó nói tốt về cái đơn vị cũ nó làm. Do đó cho nên là một anh giám đốc đã tuyển dụng anh ấy khi hỏi về công ty cũ của một anh xin việc. Anh ta nặng lời chê trách ở cái nơi làm cũ của mình. Và dĩ nhiên rằng người ta không bao giờ nhận những kẻ chê bai cái chén cơm mà họ đã ăn. Vì vậy cho nên chúng ta thấy được rất là nhiều điều hay trong cái việc mà anh ta đã nêu lên cái danh sách của những con người tham gia vào cái hoạt động cờ đỏ. Thực tế thì danh sách này chả có ý nghĩa gì, bởi vì đa phần tất cả những người mà thường hay livestream viết bài đều đã rất cụ thể. Như tôi là một người rất là cụ thể ở đây. Mọi người đều biết tôi, nói về tôi có gì đâu bình thường. Nếu cần tôi có thể cho các bạn cả lý lịch chích ngang của tôi. Rất là vô tư, không có gì cả. Ngay cả cuộc sống hàng ngày của tôi cũng vậy. Tôi làm gì? À, cái thú vui của tôi giải trí đó là gì? Đó là đi nhậu. Bình thường mọi người đều biết, mà có sao đâu nè. Có thể đối với vài người, người ta cho rằng ăn nhậu là không tốt. Nhưng đối với tôi đó là cái sự giải trí khuây khỏa sau giờ làm việc. Đó là việc rất là bình thường. Do đó nên khi mà anh bạn nói tiếng Việt này, anh bạn người người nước ngoài nói tiếng Việt, anh ấy có đấu tố về các thói hư tật xấu của từng người thì cũng chẳng có gì là quan trọng, bởi họ không được rèn luyện trong một chuẩn mực đạo đức trong một cái tổ chức nào đó. Tôi đã nói rồi, nếu bạn ở trong tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, bạn phải chịu sự ràng buộc của những điều đảng viên không được làm. Bạn phải có một chuẩn mực về lý tưởng như thế nào, bạn phải có chuẩn mực về đạo đức ra sao. Nhưng ở đây những người tham gia đấu tranh phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, đây là những con người tự nguyện và tự giác dòm thấy được tất cả những cái xảo trá của các cái thế lực chống đối bằng cái việc xuyên tạc bịa đặt tình hình trong nước, con người trong nước và các sự kiện của Việt Nam để chống cộng là chính chứ không phải là xây dựng đất nước. Đó là cái việc mà tôi nói về cái clip thứ nhất của anh ta. Trong cái clip thứ hai thì tôi cũng không xem hết, tôi chỉ xem được khoảng 1 phút đầu, 2 phút đầu gì đó. Thì tôi phát hiện ra mấy cái thế này. Nó mang nội dung ru ngủ. Nó giống như cái kiểu là các bạn không nên vi phạm luật pháp. Các bạn không đi, các bạn đừng có chống phá những cái người, các bạn đừng có đi phá hoại những người khác. Chúng tôi thấy một cái kẻ đi xuyên tạc bịa đặt về tình hình đất nước tôi, làm cho cái việc ngoại giao, các quan hệ ngoại giao của đất nước tôi bị hạn chế đi. Làm cho việc ngoại giao của đất nước tôi với các nước khác, việc làm ăn từ kinh tế đến chính trị đến văn hóa bị hạn chế. Vì vậy nên chúng tôi, những người Việt ở trong nước này, yêu đất nước này nên chúng tôi buộc lòng chúng tôi phải nói lên tiếng nói của mình để giải thích cho cộng đồng người Việt nghe được tiếng Việt ở nước ngoài, biết được tình hình ở trong nước chúng tôi và ủng hộ đất nước chúng tôi, cùng với chúng tôi nói với đất nước sở tại của họ rằng Việt Nam của chúng tôi là tốt và các anh hãy yên tâm làm ăn ở Việt Nam chúng tôi, các anh hãy làm ăn với chúng tôi, tạo công ăn việc làm cho người dân chúng tôi để người dân chúng tôi có nhiều thu nhập hơn, đất nước chúng tôi phát triển và thế giới này đoàn kết phát triển. Đó là những cái việc mà chúng tôi thấy sự sai trái của những luận điệu xuyên tạc. Chúng tôi buộc phải nói để bảo vệ cái đất nước của chúng tôi. Anh không phải là người đất nước chúng tôi thì anh có quyền yêu cầu chúng tôi không chống phá các anh. Có một điều rất hay là trong nhiều năm qua chúng ta thấy được rất là một điều, đó là cái mặt trận đấu tranh trên mạng xã hội ít. Có nghĩa là nhiều người lúc đó chưa biết đến mạng xã hội, chưa đấu tranh trên mạng xã hội, không thấy được cái sự lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc bịa đặt, nói xấu về đất nước Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên thì trong những năm gần đây chúng ta thấy là nhiều người đã nhận diện được kẻ thù ở trên mạng xã hội và nhiều người đã tự nguyện tự giác tham gia đấu tranh. Và đó là một vũ khí tuyệt vời, mỗi người là một vũ khí tuyệt vời để đấu tranh chống lại những cái kẻ đang phá hoại đất nước chúng ta. Đó là cái điều hết sức tuyệt vời mà tôi hoan nghênh cũng như là cảm ơn tất cả các bạn. Từ chú Trần Phước đến bạn Ngô Long đến bạn Quân Khúc đến tất cả những người hay livestream vạch mặt những cái kẻ chống đối là đất nước này. Do đó cho nên là
Khi mà cái anh bạn người nước ngoài nói tiếng Việt đó, anh ta yêu cầu chúng tôi là đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, không phải là yêu nước, và yêu cầu chúng tôi không nên làm những việc đó nữa. Nghĩa là anh ấy đang tước đi vũ khí của nhân dân. Bởi vì có 90 mấy triệu dân ở đây, nhưng trên mạng xã hội tới giờ này, người ta không có điều kiện để tham gia mạng xã hội để đấu tranh. Chúng tôi là những người bình thường, nhưng mà chúng tôi dành thời gian ít ỏi của mình ra để tham gia đấu tranh cùng mọi người. Chúng tôi khẳng định và hãnh diện và đủ tư cách để nói rằng chúng tôi là nhân dân. Do vậy cho nên nhân dân chúng tôi đây bảo vệ đất nước của mình, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc là điều trách nhiệm của chúng tôi. Luật pháp của chúng tôi quy định, thấy tội phạm mà không bắt, không tố cáo là vi phạm pháp luật. Nhà nước chúng tôi có phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, và chúng tôi tham gia tích cực vào đó, nghĩa là chúng tôi đã cố gắng thực hiện cùng với nhà nước thực hiện các cái chủ trương chính sách để làm ổn định tình hình an ninh trật tự của đất nước. Chúng tôi tham gia bằng việc đưa ra những cái ý kiến của mình, tham gia đóng góp cho nhà nước để quản lý xã hội tốt hơn. Chúng tôi đấu tranh với tất cả mọi thứ có liên quan đến việc làm tổn hại đất nước này, bao gồm tham nhũng, bao gồm tất cả các lĩnh vực khác. Dĩ nhiên, ở trình của mọi người, ở cấp độ của mọi người, ở khả năng của mọi người, thì mọi người đấu tranh ở cái mức đó. Như chúng tôi chỉ có thể, như tôi là người công giáo, tôi am hiểu về lĩnh vực của mình, tôi nói về lĩnh vực của mình. Có bạn am hiểu về kinh tế, các bạn ấy sẽ nói về kinh tế. Có bạn hiểu về chính trị, các bạn sẽ nói về chính trị. Ở mỗi người khác nhau, có cái trình khác nhau thì tham gia ở mức độ khác nhau. Chúng tôi đóng góp cho xã hội bao gồm đóng góp cho việc quản lý xã hội của nhà nước, và cũng bao gồm đóng góp cho cái việc tham gia vào xã hội một cách tích cực của những quần chúng nhân dân khác. Trong quần chúng nhân dân có những kẻ đang lợi dụng vào quyền tự do dân chủ để chống phá lại đất nước của mình. Đó là điều mà chúng tôi thấy không đúng, và chúng tôi chống lại những người đó. Chúng tôi phải vạch mặt những kẻ đó. Đó là trách nhiệm của chúng tôi, bởi những kẻ đó làm hại đất nước chúng tôi. Chúng ta nhìn thấy rất rõ tất cả những kẻ chống phá đất nước đều có liên quan tới yếu tố nước ngoài, và họ đều có nhận tiền của các tổ chức phản động nước ngoài. Các bạn có nhìn thấy Trịnh Bá Phương, Cấn Thị Thiêu, các bạn có nhìn thấy Trương Văn Dũng, các bạn có nhìn thấy ai? Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Trần Đình Lai, các bạn có nhìn thấy tất cả những người có tham gia như Nguyễn Duy Tân, Linh Mục Nguyễn Duy Tân, những kẻ chống lại đất nước này, đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi lật đổ nhà nước này, xúc phạm cả Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ tinh thần của dân tộc Việt Nam trong cách mạng Việt Nam. Những kẻ đó đều có dính dáng tới đô la của nước Mỹ, đều có dính dáng tới các thế lực thù địch và có dính dáng tới tiền bạc. Vậy thì chống lại những kẻ đó là trách nhiệm của mỗi người dân chúng tôi. Họ muốn đòi lật đổ đất nước chúng tôi, lật đổ cái chế độ chính trị của chúng tôi, là muốn đất nước chúng tôi loạn lạc thêm một lần nữa. Chống lại những kẻ đó là trách nhiệm. Ai không chống lại kẻ đó thiếu trách nhiệm, vô trách nhiệm. Nói thế đủ chưa, anh David Lê? Riêng về những đối tượng trong suốt thời gian qua gửi tiền về Việt Nam vào các nhóm người để thao túng các nhóm người ấy làm theo ý của mình. Bởi người ta nói lệ thuộc vào vật chất là lệ thuộc vào tư tưởng và chính trị. Do vậy cho nên nhiều bạn trong suốt thời gian qua có dính dáng tới vấn đề tiền bạc mà người này người kia tố qua tố lại, đã thể hiện rất rõ quan điểm của các bạn về vấn đề chính trị. Các bạn tham gia vào nhóm này chống lại nhóm kia, tham gia vào hội này chống lại nhóm người nọ, hoặc là các bạn đưa ra một quan điểm mà ru ngủ người ta. Các bạn thấy đó, tôn trọng luật pháp chính là cái yếu tố cơ bản làm cho đất nước mình mạnh mẽ hơn. Bởi mỗi người dân biết tôn trọng luật pháp sẽ làm cho xã hội trật tự, an toàn và phát triển. Nhưng các bạn thấy đây, những kẻ phản quốc hại dân có bao giờ chúng nó tôn trọng luật pháp?
Và nếu các bạn cứ đợi cho luật pháp phải rớ tai vào, nhân dân chúng ta bịt mắt bịt tai, thấy mà không nói, thấy mà không tố, thấy mà không hành xử, thì liệu bao giờ chúng ta ngăn cản và ngăn chặn kịp thời những hành vi sai trái làm tổn hại đến xã hội, tổn hại đến đất nước chúng ta? Bây giờ chúng ta thấy một thằng phản động nó đang mặc áo cờ vàng đi ngoài đường, các bạn chờ công an tới à? Không, với tôi là nắm cổ áo đó và đập với nó liền, sau đó mới giao công an. Đợi công an tới thì trễ quá rồi. Gặp một kẻ phản quốc đi ngoài đường và đang tuyên truyền phản quốc là đập nó ngay, giao công an. Đợi công an tới, chứng cớ đâu để nói? Chúng tôi làm những việc dù rằng biết mình vi phạm pháp luật, nhưng đó là sự hy sinh của chúng tôi. Chúng tôi hy sinh vì việc đó. Đến đó người ta tố chúng tôi đánh người, chúng tôi nhận, chấp nhận sự hình phạt. Nhưng để đánh những kẻ phản quốc, đánh những kẻ hại dân đó, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận hy sinh đó. Còn nếu như chỉ biết một câu rằng tôn trọng luật pháp, thì hãy tôn trọng luật pháp và bó gói ngồi đó chờ thời. Con người hành động khác với con người ù lì, và một người hát nó khác xa nhau lắm. Các bạn đấu tranh là vì đất nước của mình, đừng bao giờ có một cái sự ngại ngùng gì cả. Mọi việc đã qua, mọi thứ đã qua, chúng ta thấy được âm mưu của nó thì chúng ta càng phải vạch mặt ra âm mưu của nó, để chúng ta đấu tranh mạnh mẽ hơn. Dựa trên những cái chúng ta vạch mặt đó, chúng ta thấy được rõ mưu đồ của nó, để chúng ta cảnh tỉnh cho tất cả những anh em của mình, đồng chí đồng đội của mình, để không bao giờ chúng ta vướng bận vào đó nữa. Và nhất là nó đã lợi dụng chúng ta thì không ngại ngùng gì chúng ta phải lăn tăn xấu hổ vì việc bị nó lợi dụng nữa. Còn đối với những người mà muốn tham gia vào các hội nhóm để trục lợi thì đây cũng là cơ hội để lọc máu. Mỗi cơ thể trong quá trình vận động nó cũng có sản sinh ra những cái chất cặn bã dơ bẩn, thì cũng cần thiết phải lọc máu. Mỗi nhóm người đến với nhau với đem theo hỷ nộ ái ố tham sân si và biến chất trong quá trình đấu tranh, thì cũng cần thiết chúng ta lọc ra, lựa ra những người không có khả năng tham gia và những người đã biến chất thật sự. Tôi rất tiếc rằng có những bạn trẻ đã không nghĩ ngợi được. Lý luận sai đưa đến hành động sai. Và nhất là đừng bao giờ lợi dụng vào cái mác đấu tranh để mà trục lợi. Đó là điều mà chúng tôi không thể dung thứ. Đấu tranh, mỗi người một tiếng nói, chúng ta sẽ có dạng tiếng nói, chúng ta sẽ có 96 triệu tiếng nói để phản bác lại các luận điệu xuyên tạc. Chúng ta hãy dòm xem, nếu chúng ta chỉ có 1.000 công an thì chúng ta cũng chỉ có 1.000 đôi tai để đảm bảo an ninh trật tự. Chúng ta có 5.000 công an, chúng ta cũng chỉ có 5.000 đôi tai. Chúng ta có 10.000 công an, chúng ta cũng chỉ có 10.000 đôi tai để đảm bảo an ninh trật tự. Nhưng nếu 96 triệu dân này đều đồng lòng, đồng sức cùng bảo vệ an ninh trật tự thì điều đó quá tốt. Hãy đừng cái gì cũng đổ lên vai của công an hay chính quyền. Bởi xã hội này là của chúng ta, chúng ta đang sống trong nó, hãy bảo vệ nó. Để bảo vệ nó chúng ta phải tích cực, không thể bó gói chờ thời và chờ đợi người khác. Bởi điều đó làm cho chúng ta trở thành một kẻ ngủ quên. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia và hy vọng rằng nhiều bạn sẽ còn tiếp tục tham gia đấu tranh. Người này ngã xuống, người kia đứng dậy, và ngã xuống rồi thì phải biết tự đứng dậy. Đó chính là cái mà tôi muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn.